Rồi, tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. À, em chào chị nha. Chị chào em. À, chị giới thiệu chị tên gì và bao nhiêu tiểu bao nhiêu tuổi, đến từ đâu? À, chị Trần Thị Út đến từ Bình Thuận, sinh năm 1973. Nhưng mà trong giấy là 74. 74 là nhiêu tuổi? 50 tuổi. 50 tuổi. À, lớn tiếng 2 tuổi. Chị đi dưới đây hồi nào? Chị đi sáng nha. Hôm vô đây rồi sáng xuống đây. Bình Thuận hả? Bình Thuận. Trời ơi, hèn chi. Bởi vì nói cái tiếng của chị là em nghi đó mà, Bình Thuận đó mà. Mà chị nói nó chưa gặt. Chưa gặt ngoài hay là vô đây chị sửa tiếng? Không, chị nói chung lai lai chị cũng ở Phan Rang nhiều. Ở Bình Thuận, Ninh Thuận nhiều. Đúng rồi. Cho nên chị lai chứ không ở chỗ chị là nói em không nghe luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Ở ngoài là nói chuyện khó nghe lắm. Đúng rồi. Dạ. Chị kể về chút xíu về cái hôn nhân của chị đi. Hôn nhân của chị là chị nếu mà nói mà có giấy ly hôn á là năm 2002. Là năm nay là 21 năm rồi. Nhưng mà hai vợ chồng chị là có một đứa là ly hôn năm 2002. Đến 11 năm sau thì hai chồng chị ở lại. Chị sanh đứa nữa rồi hai chồng chị bỏ. Tổng cộng được chị được mấy đứa con? Hai đứa con. Hôm kia nó có gia đình hết rồi. Rồi hiện giờ công việc của chị làm nghề gì? Chị bán tự do. Bán tự do. Gặp cái gì bán cái đó. Rồi thu nhập chị có chật ổn không chị? Đủ ăn. Cũng đủ ăn ha. Chị xem chương trình của mấy anh em lâu chưa? Xem lâu rồi mà đều không có dám đi. Không dám đi. Bữa nay động lực. Bữa nay động lực để đi ha. Thì nói chung ra là em cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Từ Bình Thuận mà đã đến đây để mà kết nối yêu thương. Thì chị kể về một chút xíu cái mặt ưu điểm và cái mặt khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của chị ưu điểm của chị là nói chung nó cũng có nhiều ưu điểm. Ví dụ như chị thích, nói chung cũng ít có bạn bè, ít có thân thiết với ai. Ví dụ như ở gần hàng xóm thì chơi với mấy người lớn thôi chứ cũng không có giao tiếp với ai. Ít. Một khuyết điểm của chị là chị hay khóc. Hay khóc. Khóc là sao? Sao mình nhớ chuyện cũ hay là ai nói hay hơi gì mình khóc? Nói chung là cái chuyện gia đình. Nhớ lại chuyện gia đình mình ha. Cái chuyện gia đình mình lúc trước ông xã ông khó khăn hay gì? Đó là sao? Nói chung ở đó thì cũng tế nhị chút em khỏi khỏi nói. Rồi bây giờ thì chị đến đây chị kiếm mẫu người đàn ông là như thế nào? Nói chung là hiền là được. Hiền? Hiền. Bây giờ chị nói đi, hiền là hiền cách làm sao hay là... Hiền, ví dụ như biết lắng nghe. Sống, nói chung đừng có nhậu nhiều là chị sợ lắm. Nhậu nhiều sợ? Nhậu sợ cho là hung dữ thì cũng sợ. Hung dữ sợ. Nói chung chị chỉ cần lắng nghe. Ông nói bà nghe, bà nói ông nghe. Là sống nó dễ. Dù có nghèo để chăn nước cũng được. Nói chung ra là cái chuyện gia đình chị thì em không hỏi sâu vào, nhưng mà những cái cử chị và hành động của chị là em cũng biết nó như thế nào đó. Thì chị bây giờ chỉ kiếm một người là quan tâm, là yêu thương, đúng không? Và yêu thương. Chị có chọn một người đàn ông đó là có phải có nghề nghiệp trong tay hay là phải có cái gì không? Và bây giờ nói tóm lại là chị lên chương trình này thì chị muốn cần cái gì, muốn nói cái gì thì chị nói hết ra để cho cái mấy anh đó hiểu hơn, coi có phù hợp với chị không. Thì chị cũng muốn sống có một người thì nếu như mà có nghề nghiệp thì càng tốt. Bây giờ là chị cũng sống có hai mẹ con
làm thì hai mẹ con cứ ăn đủ ăn 3 ngày chứ cũng không có dư giả gì. Thì chị cũng cần một người tốt bụng sống cho chị quan tâm tới chị thì chị thương hết mình. Còn anh đó là ví dụ như thu nhập một cái cần đủ ngày 3 bữa ăn không được, không có cần cao sang gì hết. Thu nhập ngày 3 bữa ăn được rồi ha. Nói chung là đủ ăn 3 ngày là được, là không có cần. Chị cũng không có đua đòi. Chị cũng không có mà ăn đua đòi này nọ rồi với ai, bạn bè rồi với ai. Vậy giờ mình có nhà hay là mình thuê nhà nữa chị? Chị ở dưới nhà với ba mẹ chị. Coi như là mình không có nhà. Lúc trước mình ở bên chồng, đúng không? Nói chung là chị có nhà nhưng mà bây giờ chị giao nhà với lại cho con. Cho con với lại chồng chị ở riêng. Chị nhà cha mẹ chị ở. Rồi cha mẹ chị là có sống chung với ai không? Không, nhà đó coi như là nhà tự đường. Là cha mẹ chết rồi. Bây giờ còn không có ai ở, có bà chị ở nhưng mà giờ mẹ con chị lên ở. Ai muốn ở gì đó ở. Ai muốn ở nhà tự đường, ai ở cũng được. Rồi chừng nữa chị có gì ví dụ đi, em nói ví dụ có một anh đó anh không có nhà. Về đó ở được không? Nói ví dụ ha. Nếu như mà anh nào mà có nhà thì chị đi theo chị đi thôi. Còn nhà chị thì nhà tự đường chắc có thể là không có về được ở được. Nói chung ra là chị ở được. Chị ở nhưng, được, mà nhưng mà để có một anh nào đó về sống chung thì là anh nào không có được. Nhà thì chị đi theo chồng, có chồng thì đi theo chồng. Rồi hiện như bây giờ em nói chị đi, chị ở ngoài Bình Thuận đúng không? Thì chị có chọn mà anh đó ở vùng miền nào không hay là chỗ nào cũng được? Chỗ nào cũng được nhưng mà người Bắc thì chị sợ. Xa quá. Xa quá, nói chung là từ miền Nam, nói chung là người miền Nam, từ miền Nam ha. Từ miền Tây như chị vô cho đây chị sẽ thấy cái phong cảnh ở đây thấy chị thấy sao? Phong cảnh hữu tình. Thấy hữu tình. Nó có dễ chịu không? Nó cũng mát mẻ. Nó có khác gì ngoài không chị? Ở đó nóng lắm em. Đúng rồi. Chị nóng, nắng nóng lắm. Tại vì em cũng có từng đi Bình Thuận, Phan Giang, Phan Thiết đi gần tới ngoài Bắc mới luôn. Em đi có năm trước mà năm mà bão á. Thì em đi quen quá. Thì em thấy nếu mà cho em lựa chọn mà để sống ngoài em sống được. Không có quen. Đúng rồi. Thứ nhất là không quen nè, thứ hai nó khác trong này nó rất là nhiều. Đó, đường đi nước bước hay là ở xóm làng thôn quê rồi đó nó không bằng như mày đâu em nói thật. Chị em tin sống ở đâu ven đó, chị em tin chị vô ở đây ở trong kia kìa, nhà cửa đông lắm luôn, ở trong kinh thôi người ở quê luôn đó mà nhà cửa khít dách vô mà đường lộ xá đồ nói chung là ngăn nắp gọn gàng. Ở ngoài em thấy gì lũ bu xu chứ chỗ nào không biết chứ chỗ chị là nhà xét xét dách luôn. Ở đây là nhà có hàng rào thẳng tấp, là nhà ai cũng có hàng rào hết, rào lại hết. Nghĩa là giàu lại hết. Chị cũng đất rộng lắm mà đều ở trên đó nó thuộc quốc lộ 1 á. Nhà nó hơi chật. Vậy là chị ở nằm quốc lộ 1 hả? Chị ở quốc lộ 1. Ai mà tới nhà chị là bước xuống xe là tới nhà luôn. Vậy mình qua mình đều đón đi xe vô đây cũng thuận tiện hả chị? Đi cũng hai chuyến xe. Hai chuyến xe. Từ Bình Thuận mới đi vô Bình Thuận đi vô Cần Thơ. Xong rồi đón xe xuống đây. Ủa vậy là Bình Thuận đi sẵn xuống Cần Thơ. Cần Thơ chị lên đây. Dễ mà. Nói chung ra là từ ngoài chị vô đây là khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng 500. 500 ngàn. Cũng không mắc. Cũng rẻ chị. Ở chỗ chị nói chung là hải sản. Đúng rồi. Hải sản là nhiều. Ở đó biển ha. Biển hải sản. Biển hải sản, gần biển luôn. Gần biển. Muốn ăn cái gì là lớn có đồ. Chị. Muốn ăn cái gì là đồ tươi sống luôn. Chị nói chuyện lớn lên để người ta nghe. Để chị về câu video chị đi. Nó bình thường chị nói to lắm mà sao chú ra chị nói nhỏ. Nói chuyện lớn lên để cho cô chú anh em nghe rõ hơn, hiểu rõ hơn. Chứ chị nói nhỏ quá, người ta nói sao này chị nói chuyện nhỏ quá, không nghe được gì. Nói chung ra là bây giờ thì thật sự nói thì kênh của em thì có rất nhiều
mà không biết chị có chọn lựa hay không thì đó là quyền của chị ha. Chị nói chị về xem đi, cảm thấy mà thích anh nào thì nhắn qua điện thoại của Tiến cho Tiến xin, mà nhất là phải lấy cái mã số đầu nha, tại vì rất là nhiều người mã số đầu Tiến mới biết là anh nó nằm ở đâu đó. Mà chị có cần lựa cao to mọc ốm gì không? Nói chung mập mập xíu cũng dễ nhìn. Chị cao thích cao nhất là một bánh mấy? Nói chung đừng có thấp quá là được à. Đừng có thấp quá là được à. Cỡ chị trở lên cũng được. Chị cao bánh mấy? Chị cao mấy 6. Mấy 6. Thì nói chung là lùn lùn chút cũng không sao, nhưng mà nó hơi mập mập chút chứ ốm quá nhìn. Ốm quá nhìn già. Yeah, có khoảng 60-60 ký được rồi ha. 60-60 mấy ký cho lên. Tiếng là 62 ký nè. Em cao mét mấy? Mét 63. Chị cao mét, chị 62 ký, cao mét 6. Như là chị ở bên này, ngày mai chị mới về. Tối nay mà về kịp thì về, không về kịp thì mai. Không, nếu mà đi về thì chị về thì đi đây nè. Đây thành đi phố. Một tiếng được không? Hả? Một tiếng xe lên tới chỗ không? Về tới xe Nha Trang, đi thẳng về Nha Trang. Vậy đi xuống dưới này. Dưới này mà còn lúc xe là 11 giờ. 11 giờ có xe về Nha Trang hay vậy? Đó, đúng rồi, xe Nha Trang là chị đi về qua nhà chị được. Dạ. Hoặc là nhà Phan Rang cũng được. Dạ. Chị, cái nhà chị là đi cái đường về cao tốc cũng được. Cao tốc cũng ghé vô, khi mà tới mà cái xã của chị á là cao tốc tới chỗ đó là tỉa ra quốc lộ 1. Chị có người phải thích buôn bán không? Thích, chị thích kinh doanh lắm. Thích kinh doanh ha. Thích kinh doanh lắm. À. Ai mà có kinh doanh cái gì là chị đam mê lắm á. Rồi bây giờ chị nói sau khi kết thúc clip nè, giờ chị nói rõ hơn những anh nào có muốn thương chị hay muốn đến với chị đó thì chị nói hết ra đi. Chị nói những gì hay nói với khán giả của chú anh chị em đó. Thì nói chung là em đến đây thì em cũng tìm mảnh ghép người nào mà hợp với em thì tiến tới mà. Lớn tuổi em không phân biệt tuổi gì hết, em chỉ cần lớn tuổi nói chung mà ở 60 sáu mấy thì cũng được, miễn sao mà em thì cái gu em là thích lớn tuổi, nhỏ nhỏ tuổi thì em thấy em không có hợp với em. Anh nào mà lớn tuổi thì anh kết nối. Dạ đâu lớn xíu nữa, trời ơi, ở ngoài nói chuyện ốp trà thiên vô đây nói chuyện xíu nghe chưa. Thì nói chung anh nào lớn tuổi thì càng tốt. Không có phân biệt tuổi mà chỉ có phân biệt cũng không biệt giàu nghèo, miễn sao người đó có việc làm ăn đủ cơm ngày ba bữa được rồi. Sống miễn tốt hay không á là từ cái bản chất của con người. Đừng có hung dữ quá, đừng có ăn hiếp quá, và đừng có nhậu quá, là như đó là đủ sống. Cái chân mấy người không giữ thì sợ. Thôi em cũng cảm ơn chị rất nhiều ha. Hôm nay đến tham gia chương trình Cái Nói Thương thì em cũng chúc chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Sau khi em đăng clip này lên thì cũng mong rằng chị sẽ tìm được một người bạn đời để đến với chị về chung sống trong một nhà ha. Lo lắng yêu thương chị. Chị cảm ơn chị rất nhiều. Tiến cũng chào tất cả cô chú anh em. Tiến kết thúc video đây thì mong rằng tất cả cô chú anh em nhớ có thương anh em đây, cho anh em được like, được share, nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Chào khán giả chị. Chào. Cảm ơn. Dạ.